Và thưa quý vị, cũng đã có nhiều người nghệ sĩ đã dành thời gian để có thể đi dọc dải đất hình chữ S và ghi lại những tấm hình, những khoảnh khắc đẹp. Và ngày hôm nay chúng ta đã có ở trong trường quay rất nhiều những tác phẩm đặc biệt, từ Trung Du cho đến Đồng Bằng, từ núi cao cho đến biển đảo xa xôi. Và xin một lần nữa được giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Kỷ Lục Gia Vũ Hải. Chào chú ạ. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, ở phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã giới thiệu Kỷ Lục Gia Vũ Hải và cùng với rất nhiều những kỷ lục mà chú đã đạt được. Thế thì nhân đây cháu cũng muốn giới thiệu và điểm lại một số những con số ấn tượng này chú nhé. Theo Tổ chức Kỷ lục Quốc gia, trong 18 tháng kể từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 thì chú đã tham dự 368 cuộc thi ảnh ở hơn 70 quốc gia thuộc năm châu lục này, đã có 6.354 tác phẩm được triển lãm và trong đó thì đạt 1.128 giải thưởng, rồi lại còn có là 290 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 150 huy chương đồng và 598 giải thưởng cao quý khác. Wow, sau khi mà nghe lại rất nhiều con số như thế thì chú thấy thế nào ạ? Thực ra cái con số này là cái con số của một cái sự nỗ lực công hiến. Mỗi một khi mà tôi được tham gia một cuộc thi, mà khi mà có cái phiếu báo điểm và xem lại kết quả tổng thể thì mình cứ nhìn thấy các cái tác phẩm nhiếp ảnh của Việt Nam là mình hết sức vui mừng. Bởi vì một lần nữa của một cái cuộc thi thế giới lại có một tác phẩm của Việt Nam được xướng tên và được giải thưởng. Mà mỗi một cái giải thưởng như thế thì lại khẳng định rằng hình ảnh của Việt Nam đã được đến với thế giới. Và nhất là qua được các cái cuộc thi mà do các cái giám khảo nổi tiếng của thế giới và người ta tổ chức triển lãm. Một là người ta tổ chức bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là người ta triển lãm trực tuyến. Cách thứ hai nữa, người ta triển lãm bằng ảnh in bằng giấy như thế này. Thì và rất nhiều người ta đến xem. Và các cái nước phối hợp tổ chức người ta cũng tổ chức. Cho nên là những cái hình ảnh của Việt Nam một lần nữa lại được đến với lại công chúng ở trên thế giới. Đấy là một niềm vui nhất. Vâng, không biết rằng là cái niềm đam mê với nhiếp ảnh của chú nó đến từ đâu ạ? Một là mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Dạ. Cụ thân sinh như tôi cũng là một người nhiếp ảnh và cụ cũng đã từng tham gia các cái cuộc thi ảnh từ những cái thời kỳ chống Mỹ và cũng đã được hai lần có giải nhì, không có giải nhất. Thế và cái việc đó đã lan truyền đến cho đến thế hệ chúng tôi. Vâng ạ. Thế còn nếu như mà nói lại về những cái tấm hình ở đây, những bức ảnh ở đây thì chú có thể chia sẻ một chút là đâu là tấm ảnh mà chú ấn tượng nhất, nhớ nhất ạ? Thực ra tất cả các cái bức ảnh ở đây của tôi thì đều là những cái bức ảnh mà mình cũng dày công để mà mình chụp. Vâng. Thế thì ví dụ như một cái bức ảnh như thế này, đây là bức ảnh hạn hán. Dạ. Cái bức ảnh này được rất nhiều huy chương vàng của nhiều nước trên thế giới. Và thậm chí nhiều người ta còn gọi đùa một cái câu, tức là người ta nói với tôi là ông Hải hạn hán. Tức là cái bức ảnh quá nổi tiếng với bức ảnh này. Cái bức ảnh này muốn gửi một cái thông điệp đến với mọi người trên thế giới rằng nếu chúng ta biết yêu quý thiên nhiên tươi đẹp và chúng ta biết gìn giữ bảo vệ thì sẽ không có một cái chuyện mà thiên nhiên trả lại chúng ta bằng những cái thời tiết nó khô hạn và nó héo hon như thế này, đất nứt nẻ và chỉ còn lại một ít nước để cho con trâu cũng đang cần thiết và con người cũng đang mệt mỏi. Và nhìn thấy con trâu đầm như thế thì họ rất cảm thấy rằng đấy là một cái niềm hạnh phúc khi mà có một tí nước đối với cuộc sống. Và cháu nghĩ rằng là cái giá trị của mỗi bức ảnh thì nó sẽ không chỉ nằm ở những cái sự ghi nhận từ những tấm huy chương mà nó còn nằm ở chính những cái thông điệp, những cái giá trị như chính chú Vũ Hải cũng đã vừa chia sẻ đến chúng ta. Bên cạnh tấm hình này thì cháu cũng có thấy những tấm nhiều tấm hình khác và mỗi tấm sẽ được ghi lại ở những cái địa điểm hoàn toàn khác nhau. Đây chúng ta có bình minh ở thành phố Hải Phòng này, chúng ta sẽ có cả hình ảnh ở Trung Du, rồi thì hình ảnh cánh đồng nữa. Để thực hiện những cái tấm hình này thì chú đã phải tốn bao nhiêu thời gian để đi khắp Việt Nam ạ? Thực ra để mà chụp được những cái tấm hình này thì không thể tính thời gian được. Bởi vì là mình do cái việc mình yêu thích và mình đi, có khi là đi hôm nay mình chụp nhưng có khi chưa chắc đã chụp được. Bởi vì có khi thời tiết không được và có khi hôm nay là thời tiết rất tốt nhưng mà có khi là cái vật chụp của mình lại chưa có. Cho nên là người ta chỉ tính bằng cái giá trị khoảnh khắc mà người nghệ sĩ đi ghi nhận lại được. Mà cái tất cả các bức ảnh nếu như muốn tốt
thì đều phải là bức ảnh có nội dung tốt. Khi mà nội dung tốt thì lúc đó người ta mới đánh giá đến các yếu tố như ánh sáng, bố cục. Chứ còn nếu như bức ảnh mà nó thiếu về nội dung thì hoàn toàn coi như là bức ảnh nó không có giá trị về, bởi vì nó không đem lại được một cái thông điệp gì, nó không gửi gắm cho người xem được một cái gì để người ta cần suy tư và người ta cần phải nghiệm xem rằng cuộc sống nó như thế nào. Vâng, cháu cũng được biết là chú là một người mà rất là cập nhật về công nghệ nhé. Những cái tấm hình này mà chú chụp á, là cũng có kết hợp bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc là bằng công nghệ để có được những cái bức ảnh như thế này. Chú có thể chia sẻ kỹ hơn về điều đó được không ạ? Thứ nhất là khi mà đi chụp ảnh thì cố gắng là phải khai thác hết tất cả các yếu tố mà mình định phản ảnh, đặc biệt là cái nội dung. Thế để khai thác được nội dung thì nó phải gắn liền với lại các cái cảnh vật. Mà cảnh vật càng đẹp thì cái bức ảnh ấy nó càng có giá trị. Cho nên người ta phải dùng bằng nhiều cái cách, ví dụ thể hiện, ví dụ như là mình phải dùng bằng máy ảnh truyền thống để mình chụp những cái mà nó ngang với mình, hoặc là nó đứng ở một cái vị trí gì đó nó nhanh nhạn, có thể mình bấm về thời cơ nó nhanh hơn. Hoặc là có những cái địa điểm mà mình không thể dùng bằng cái vị trí đứng được thì người ta phải dùng bằng công nghệ mới, đó là flycam. Người ta bay flycam thì nó có lợi thế cái là nó bay nâng lên nâng xuống, rồi là góc cao góc hẹp, tiến xa tiến gần, thì là nó sẽ miêu tả được hết các cái nội dung mà người nhiếp ảnh người ta muốn cần tả. Chính cho nên như thế thì các cái góc độ của các cái ảnh đấy sẽ được tốt hơn và nó sẽ chứa được nhiều các cái nội dung cần phản ánh, và người xem người ta dễ cảm nhận hơn và người ta thích thú hơn. Vâng, thực sự rất thú vị. Một người nhiếp ảnh gia với nhiều năm tuổi đời, nhiều năm kinh nghiệm nhưng vẫn không ngừng học hỏi, tìm đến những cái công nghệ mới để qua đó có được những cái tác phẩm nó toàn diện nhất, nó đẹp mắt nhất. Và điều này thì cũng đã lý giải cho những cái thành tích, những trâm tấm huy chương mà chú đã đạt được. Ở đây là cháu thấy rất là nhiều những huy chương, có cả huy chương hình cái máy ảnh luôn ạ, rất đẹp ạ. Chú có thể chia sẻ một chút về cái bộ sưu tập rất đồ sộ này của mình. Đâu là cái mà chú ấn tượng nhất ạ? Thực ra cái bộ huy chương của tôi thì có đủ được hơn 70 nước trên thế giới. Wow. Thế và có rất nhiều các cái bộ huy chương của các nước thì tôi có đầy đủ hết, như huy chương vàng, bạc, đồng, hoặc là có thi lập đi lập lại. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sưu tập được các cái bộ huy chương của thế giới. Mỗi bộ huy chương nó đều có cái giá trị khác nhau của nó. Ví dụ như một cái huy chương như thế này thì là người ta lại biểu tượng của cái máy ảnh, là cái này là người ta cũng rất là đặc biệt, bởi vì giữa là cái ống kính là con mắt, và hai nữa cái huy chương này là một cái huy chương rất thương hiệu của một cái đất nước ấy. Và nếu như anh nào mà đạt được ở cái điểm cao nhất trong cuộc thi đấy thì người ta mới dành cho cái huy chương và cái máy ảnh vàng này. Bên cạnh thì có một cái máy ảnh bạc và một cái máy ảnh đồng, đấy là một cái bộ huy chương của họ. Thế hoặc là như một cái huy chương như này, cái huy chương như này thì là của Hassan Black. Đây là một cái huy chương là nổi tiếng về thương hiệu của áo. Nếu như anh nào mà được một cái huy chương mà ví dụ trong cái cuộc thi này nó nổi tiếng, mỗi lần thi là thường là có từ 150 cho đến 2000 ảnh. Wow. Đấy, cho nó rất nhiều các cái thể loại khác nhau. Nếu mà anh nào đạt được cái này thì nó cũng có rất nhiều cái là nó kèm theo cả kinh phí nữa. Ví dụ như nó kèm theo kinh phí, có những cái mà huy chương thì người ta kèm theo có nó 10.000 đô hoặc là 5.000 đô hoặc 7.000 đô, nó tùy theo mức độ. Thế cho nên là khi mà đạt được huy chương của áo của Hassan Black là ai cũng là rất tự hào. Chú ơi, chú cho cháu hỏi thêm một câu này nữa thôi. Cháu thấy là bình thường bọn cháu đi chụp hình ấy, mà xong rồi về là có rất nhiều ảnh, chọn ra một tấm đẹp nhất để mà đăng lên trên mạng xã hội đã là khó lắm rồi. Thế chú được chụp nhiều ảnh đẹp nhé, để mà chọn ra được một tấm đẹp nhất để mà đi thi có khó không chú? Thực ra cái này thì nói bảo khó thì cũng là rất khó. Bởi vì một là nếu anh muốn đạt được cái ảnh mà nó có đầy đủ như là nội dung này, bố cục này, khoảng khắc bấm máy này, thì là rất khó. Bởi vì nó kết hợp rất nhiều yếu tố. Mình phải, một là mình phải làm chủ được về vấn đề công nghệ. Cái điều thứ hai nữa là mình phải có khả năng quan sát. Cái điều thứ ba nữa mà khi mình bấm máy, mình phải làm sao bố cục cho cái nội dung của một cái bức ảnh nó bật lên, thì cái người xem người ta mới thấy rằng nó hào hứng và người ta mới thấy giá trị. Ví dụ như từ cái khoảng khắc, ví dụ như một người phụ nữ cười, hay là một cái niềm vui của bà mẹ khi mà cái ngày mùa đấy, hoặc là đón những đứa con
đi nhà trẻ về hoặc là cái bà mẹ xa lâu ngày. Đấy là những cái khoảng khắc mà chúng ta cần phải khai thác, đặc biệt đó là cái yếu tố của con người, tình cảm. Đúng là sẽ có rất là nhiều những khoảnh khắc giá trị, những cái điều đáng quý, đáng trân trọng nhất. Vậy thì trở lại với những tấm huy chương ở đây, thì đâu là cái tấm huy chương mà chú cảm thấy trân trọng và giá trị với chú nhất ạ? Thực ra cái... đoán liệu có phải là cái này không ạ? Bởi vì ở đây cái thì vị trí rất là khác. Các cái tấm huy chương thì trong cái giới nhiếp ảnh thì anh nào mà được cái huy chương của FIAB, tức là cái tấm huy chương của FIAB là đây, có phải đây không ạ? Không phải cái tấm mà rất là đẹp. Đây là một cái tấm huy chương FIAB. Thì nếu nghệ sĩ nào mà được cái tấm huy của cái liên đoàn nhiếp ảnh thế giới này thì là rất là đỉnh cao. Bởi vì cả tức là nó họ là một cái tổ chức nhiếp ảnh là có uy tín nhất trên thế giới. Cái thứ hai nữa là cái tấm huy chương mà của PETA, cái tấm huy chương một cái tấm huy chương mà nó có chữ, không phải có cái chữ PETA, thì đấy là cái tấm huy chương của Mỹ. Đây ạ, bên này vẫn còn nữa cơ ạ. Đấy. Thì là cái tấm huy chương đấy thì là bao giờ trong một cuộc thi người ta cũng ví dụ như cái sự bảo trợ của tấm nào hả chú? Không, cái tấm đằng kia vẫn còn nữa hả chú? Ui, chứng tỏ là mình còn rất nhiều nữa cơ ạ. Cái tấm huy chương đấy thì là nó có ví dụ cái tấm huy chương như này thì là đây. Là của Mỹ, của cái hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ. Đấy, cái tấm huy chương này là cái tấm là có uy tín thứ hai. Đây ạ. Vâng, còn ngoài ra các cái tấm huy chương của các nước người ta, ví dụ người ta tổ chức thì bao giờ người ta cũng như này. Một là người ta xin tài trợ, xin bảo trợ của FIAB là tốt nhất. Sau đó là người ta xin bảo trợ của cái hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ. Dạ. Và cái ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn thì người ta tổ chức nhưng người ta xin được một trong hai cái bảo trợ này thì người ta sẽ có tấm huy chương này. Thì tất cả các cái nhà nhiếp ảnh ở trên thế giới người ta sẽ hướng theo cái sự bảo trợ đấy để người ta đạt được những cái huy chương cao nhất. Thế thì khi một cái thường là các cái cuộc thi ấy, thì bao giờ cái tấm huy chương FIAB người ta cũng đặt lên đầu tiên. Vâng. Thế sau đó là đến PASA rồi đến cái nước chủ nhà. Vâng. Đấy là những cái mà người ta có cái sự bảo trợ ấy, thì nó mới đảm bảo được cái uy tín mà các cái nghệ sĩ nhiếp ảnh của thế giới người ta mới đến người ta thi để mà tranh lại cái những cái tấm huy chương. Chú ơi, bây giờ cháu chỉ có một câu hỏi cuối cùng và chú chỉ trả lời được một con số duy nhất thôi nhé. Đây là những cái tấm huy chương mà chú có trong vòng 18 tháng. Thế còn nếu như mà từ lúc làm nghề bây giờ chú có nhớ con số là bao nhiêu giải thưởng và huy chương không ạ? Một con số duy nhất ạ. Thực ra mình cũng không nhớ được hết đâu. Bởi vì lý do này, một là mỗi một cái hôm bây giờ hiện nay tôi đang thi là như này, cứ mỗi một hôm mà mình có thể mình thi được 1-2 cuộc, và có cái hôm mà mình đi vắng á, tôi mà đi chụp ảnh về thì có khi mình lại thi đến 3-4 cuộc. Thế và gần như ngày nào người ta cũng gửi cho mình về cái kết quả thi. Vâng. Và hôm nào cũng phải dành khoảng độ 5-6 tiếng đồng hồ để mình kiểm tra lại xem là cái kết quả cuộc thi và những cái cuộc thi mới. Vâng. Thế cho nên nghĩ rằng lúc nào nó cũng rất phong phú. Sẽ rất là khó để mà có thể nhớ được toàn bộ những cái giải thưởng từ đầu đến giờ như thế nào. Nhưng mà cháu tin là chưa dừng lại ở đó. Mà với rất nhiều những tác phẩm như thế này thì sẽ còn có nhiều giải thưởng hơn nữa. Thế nhưng mà giải thưởng vẫn không quan trọng bằng việc là có thể giới thiệu được hình ảnh Việt Nam, đất nước Việt Nam tới với bạn bè quốc tế như là một cách để mời gọi mọi người đến với đất nước của mình. Cháu cảm ơn chú rất nhiều với những câu chuyện ngày hôm nay và cháu chúc chú sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trên hành trình của mình và có thêm thật nhiều tấm hình đẹp ạ. Vâng, thưa quý vị, thực sự ở Việt Nam của chúng ta qua những tấm hình đẹp như thế này, dù nắng, dù mưa, dù nóng bức hay là dù lạnh giá cũng đều toát lên một cái vẻ đẹp rất là riêng biệt của nó.